chính phủ Italia đã cho phép khoảng 10.000 nhân viên y khoa năm cuối bắt đầu làm việc sớm, từ khoảng 8 đến 9 tháng so với dự kiến, nhằm bổ sung lực lượng đối phó với COVID-19, đồng thời được miễn các bài kiểm tra, vốn là yêu cầu bắt buộc trước khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.